Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập, duy nhất một căn tại Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Với cái căn nhà này diện tích 35m, thiết kế một căn nhà hướng nhà ở hướng Đông Nam, ngõ trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô khoảng tầm 150m. Với cái thiết kế của ngôi nhà này rất là hợp lý, diện tích rộng, thiết kế 4 phòng ngủ, ngõ trước nhà thì đây, được 2m mọi người nhé. Và nó nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, gần với lại trung tâm hành chính quận. Từ vị trí ngôi nhà này mà cách với trung tâm hành chính quận khoảng tầm 800m thôi, giao thông tiện ích, mọi cái cơ sở vật chất hạ tầng đi lại rất là thuận tiện. Và với cái thiết kế của ngôi nhà, đây là phần tầng 1, thiết kế cửa chính 2 lớp, bên ngoài là cửa inox, bên trong là cửa gỗ. Phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà, với thiết kế phòng khách đây. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ rồi. Theo như hiện trạng của ngôi nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, sang tên được luôn. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Tại thời điểm này thì bên ngân hàng hỗ trợ quý vị những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Một loạt vừa rồi ngân hàng giảm lãi suất nên là hiện tại có những cái ngân hàng mà hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa 30 năm mà lãi suất nó khoảng tầm 8.7% một năm đầu thưa quý vị ạ. Đây là cái phần phòng khách, thì ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách ở đây là có một cái vách gỗ quý vị nhá. Đấy, ngăn với cầu thang và phần cửa chính của ngôi nhà. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong xuôi. Đây là phần không gian phòng bếp, với phần phòng bếp hoàn thiện xong hết chỉnh chu cho quý vị là đây. Tủ bếp này, trần thạch cao này, rồi là phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước. Nó được xây dựng độc lập, chỉ có một căn duy nhất thôi mọi người ạ. Cho nên là cái hướng nhà là hướng đông nam cũng rất là mát. Đó. Và đây là cái phần không gian phòng bếp, ở đây có thể kê một bộ bàn ăn rất là hợp lý. Và trong toàn bộ cái phần phòng bếp này thì chủ nhà ốp gạch 30-60 cho quý vị nhé. Đấy. Ngọc Ánh review rất là cụ thể đường, hướng, vị trí, giá thì Ngọc Ánh để dưới phần bình luận cho quý vị nhé. Đây là phần một phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1, đầy đủ với bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng ở ngôi nhà. Đấy, nhà có sao thì em quay cho quý vị như vậy, vị trí thuận tiện. Với bác nào đi làm ở Hà Đông này, bởi vì cái căn nhà này nó nằm gần với trung tâm hành chính quận, gần với lại chợ Hà Đông này, gần với lại bệnh viện đa khoa Hà Đông này. Từ cái vị trí ngôi nhà này mà đi lên tới cầu Trắng thì chỉ khoảng tầm 2km thôi quý vị nhá. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì cái căn nhà này nó nằm ở lô góc mọi người ạ, cho nên là bên cạnh nó có cái ngõ mở cửa ra tương đối là thoáng. Trên tầng 2 thì thiết kế như sau: cầu thang giữa, một phòng vệ sinh, hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phía mặt ngõ cho quý vị. Và với cái căn nhà này thì chủ nhà có lắp đặt thêm rèm cửa này, điều hòa cho quý vị nhé. Có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Đó. Phòng ngủ thì được lát sàn gỗ. Đây mọi người ạ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ, phòng ngủ rất là vuông vắn, hành lang đi vào cũng rất là rộng. Đây là phần phòng ngủ phía bên trong. Với cái phần phòng ngủ phía bên trong này cũng vậy, rộng, thoáng, điều hòa. Cửa sổ ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Cửa, tất cả các cửa thông phòng thiết kế đều là cửa gỗ. Và phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ, đầy đủ ở đây. Bồn cầu, sen tắm, quạt hút mùi, lavabo cho quý vị. Căn nhà này thì nói chung là đi lại thuận tiện. Văn Phú thì cái quỹ đất của nó không còn nhiều, cho nên tại vì sao quý khách thường hỏi rằng Văn Phú không có quá nhiều nhà mà Ngọc Ánh hay quay, thì thường thường nó chỉ có một vài căn, và có một vài căn thì quay đến đâu bán đến đấy rồi quý vị ạ. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Đầy đủ công năng. Thiết kế 4 phòng ngủ, diện tích 35m. 4 phòng ngủ, ánh sáng, tất cả các phòng đều rất là thoáng và tự nhiên. Như hiện tại đây, căn phòng này Ngọc Ánh đang không bật điện quý vị nhé. Mà ánh sáng của nó tương đối. Cửa thông phòng, cửa gỗ rất là chắc chắn. Vị trí
tiện lợi, tiện ích xung quanh, ngập tràn, chợ trường phường trạm đầy đủ. Đấy. 4 phòng ngủ thoáng, 3 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2, tầng 3, mỗi tầng một phòng. Đây, phòng vệ sinh sử dụng của tầng 3 đây quý vị ạ. Thiết kế gọi là tương đối ổn. Còn nếu như để mà tuyệt đối thì quý vị cứ tự mua đất xây, thiết kế theo ý của mỗi người thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn những cái căn nhà này thì chủ đầu tư thiết kế gọi là cố gắng nhất, tuyệt đối nhất về những cái công năng sử dụng thôi. Mời quý vị theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng hiện tại đây là phần tầng 4 của ngôi nhà với các mẫu ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo ở phía tầng 4 thì chủ nhà thiết kế một cái khu vực đặt máy giặt riêng. Đây. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 quý vị để ý đây ạ. Tất cả đều có cửa sổ ở bên hành lang rất là thoáng. Và phần tầng 4 đây. Thiết kế cho quý vị thêm một phòng. Phòng này quý vị có thể là phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình như vậy. Với cái căn nhà này là có 5 phòng riêng quý vị nhé. Còn phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi. Xung quanh đây quý vị có thể nhìn thực tế. Xung quanh dân cư, hàng xóm, mọi cái tiện ích. Không phải là đông mà là quá đông quý vị ạ. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể đi xem nhà và được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.